Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game One Punch Man. Trước khi vào dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hôm nay tôi quay trở về con Zombie Man đầu tiên, nó cứ đi vào đây làm tí, làm đùm vé đen đã. Ôi xài ôi 10 vé là tốt rồi. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mình cho cái quyết định trong tháng sau lấy được tướng hay không, không? Cứ 10 vé đen nhiều như vậy là tốt quá. Tính ra trong cái đợt mà ra cái banner con Zombie Man cũng như là đợt này mình đang quay tiếp là đợt tiếp theo là sau khi banner Zombie Man đang đợt con Megazord comeback thì như vậy là mình đang được hai lần x10 rồi, hai lần 10 vé rồi, hai lần 10 vé rồi. Thế rồi vào đây vào chỗ hoạt động thì đập chuột thêm phát này. Xem nãy vẻ ngày của vé đen vẫn còn slot vé đen chưa đập trúng nhá. Bây giờ không biết là ngày hôm nay có liệu đập được vé đen không. Trúng cái vé tăng sao cũng được. Như vậy đây phần thưởng còn hai phần thưởng chắc chắn phải lấy đó là cái vé đen với lại kim cương thôi. Bây giờ ngày mai cái thứ tinh tinh nó chắc chắn là thêm 6 vé đúng không? Tiếp tục xuống bên dưới nhá, sẽ xem cái gì thù lao ngày nhận đây này. Tiếp tục là xuống bên dưới là hết cái ưu đãi nạp thì ngày mai nó ra cái gì cái quỹ X4 thì mình sẽ mua nốt là sẽ đủ cái này thôi. Cái này không không lo lắm. Rồi vậy như vậy ở đây cái nhà cầu nguyện có vớt được cái lì xì đâu. Hôm nay không được cái lì xì nào. Đợt này mình không có chơi mặc dù có mảnh tím ở đây nhưng mà tuy nhiên là kinh tế có hạn mình cố thủ để lấy vé nên thành ra mình sẽ không cố vào cái này. Với thứ hai cái này 8 lần 5 8 40 đến 40 mảnh nó cũng không giúp mình có ngay lập tức Zombie Man 5 sao tím được. Nên thôi cứ chậm tìm tí cũng được cho tiết kiệm tiền. Thì thường thường cái này mình chỉ hay chơi những cái đợt nào mà mình lấy cái siêu tuyệt kỹ của con trong vòng quay mà mình có quay ấy, thì mình hay chơi cái sự kiện nhạc cầu nguyện thôi. Còn bình thường mình ít chơi lắm tại căn bản là kiểu kiểu cứ cố thêm rất là tốn ấy. Là mình duy trì được tiền để lấy cái vé đen để có đủ các tướng sẽ hay hơn là mình cứ cố gắng mấy cái này xong rồi mặc dù nhưng mà thực ra nhưng mà khi mình cố mấy cái này thì đôi khi chất lượng tướng mình lại tốt hơn nhưng mình làm content mình hướng đến số lượng tướng hơn là chất lượng tướng. Tức là mình nick mình có thể yếu nhưng mà quan trọng là tướng mình phải nhiều. Nên xu hướng mình chơi như thế. Còn lúc nào mình giàu mình chơi thì mình chơi hết. Còn lúc nào mình nghèo mình phải chơi như thế. Đấy, thì hiện tại giai đoạn này là hơi túng nên phải chơi kiểu đấy. Và như vậy hiện tại cái lượng vé mình đang có ở đây hiện tại là mình đang có bao nhiêu nhỉ? Kéo xuống nhé. Hiện tại mình đang có 81 vé. 81 vé với chắc chắn sẽ thêm 6 vé nữa. Nhưng mà gọi chỉ gọi cho là khoảng tầm 87 vé. Thì thôi mình cứ làm tròn linh tinh có mấy ngày đập nữa là tối thiểu là 90 đến 100 đúng không? Còn lại bên này thì thế nào? 90 đến 100 vé còn lại thì ở chỗ này cái chỗ mua cái vé bằng cái kim cương thì ở đây mình còn được là 15 slot mua nữa. Và như vậy chắc là mình sẽ kiếm được khoảng từ 100 đến 120 vé đấy trong đợt này. Trong đợt nếu mình tích được đủ kim cương thì cái đợt mà ra con tướng tiếp theo mình sẽ đem được khoảng tầm 36 vé thì cộng với đập linh tinh mới gọi làm tròn là 40. Đúng không? Như vậy là mình sẽ lên khoảng tầm 160. Vậy thì còn lại thì dùng 50k tiếp nếu mà đủ tiền để mua gói 50k một ngày tiếp ấy thì như vậy thì gần như là mình vẫn sẽ lấy được con tiếp theo đấy là con MK đấy. Và cái quỹ X4 đợt tới thì nó sẽ là cái quỹ về vé siêu tuyệt kỹ nên mình sẽ mua gói đấy thì mình chắc chắn được thêm 15 vé siêu tuyệt kỹ nữa. Cộng với lượng vé mình đang có ở đây là bao nhiêu nhỉ? 15 rồi gọi cho là hơn 30 một chút xíu điểm danh linh tinh gọi cho làm tròn là 40 thì mình vẫn phải cần thêm khoảng tầm 30 cái vé siêu tuyệt kỹ nữa thì mới có thể lấy được cái siêu tuyệt kỹ con tiếp theo. Nên thành ra con MK có siêu tuyệt kỹ hay không thì mình chưa biết. Con hiệp sĩ kim loại SR cộng nếu giả sử tháng tới ra con đấy thì nhiều khả năng là mình sẽ lấy được. Mình chưa dám khẳng định chắc chắn tại vì hiện tại chưa đủ 180 vé. Mình chỉ quay khi mình cảm giác mình sẽ đủ 180 vé thôi. Nhưng mà tuy nhiên là nhiều khả năng là mình sẽ đủ 180 vé được để quay con đấy. Còn cái siêu tuyệt kỹ thì thôi thì có hay không tính sau. Cái đấy mình không khẳng định được nhé. Trước mắt là mình chỉ đặt mục tiêu là chắc chắn là mình tỷ lệ cao là mình sẽ lấy được tướng. Tại bây giờ mình đang có Zombie Man búp tốc tốt thì chả tội gì mình không lấy con MK về choáng địch cả. Nó thì đấy về mặt lý thuyết là dự định như thế. Còn được hay không thì để tháng sau thì tính nhé. Còn giờ quay về tháng này đi huấn luyện khắc nghiệt một chút xíu để lấy tí xem hôm nay có hoàn thiện được 5 sao vàng không. Nếu hoàn thiện 5 sao vàng thì tốt, không thì lại ghép video sang ngày mai. Giờ đi đánh nhé, mình đang huấn luyện con Zombie Man tiếp nhé. Nói chung mình chủ yếu mình cố 5 sao vàng sớm thôi chứ còn 5 sao tím thì cứ từ từ. Với lại mình có viên có cái giày có dòng tốc độ 20 nên là mình nghĩ là thôi thì 5 sao tím chậm tí cũng được cho tiết kiệm. Chứ còn nếu mà có nhiều tiền là sẵn sàng chơi sớm. Nếu mà có nhiều tiền mà khi mình lấy Zombie Man mình có nhiều tiền ấy là mình sẽ bên cạnh việc lấy thức tỉnh 2 mình sẽ nạp thêm cái gói 50k lấy thêm 3 mảnh vàng một ngày. Sau mình sẽ chơi thêm nhà cầu nguyện để mình lấy thêm 40 mảnh tím đúng không? Kiểu kiểu vậy. Nhưng mà do đợt này kinh tế nó có hạn thì mình vẫn duy trì để duy trì cái vé đen. Còn nếu dư hơn chút nữa thì cố gắng mua thêm gói vé siêu thì kỹ. Tại vì thường một mỗi đợt nó sẽ bán được khoảng tầm 2-3 gói gì đấy thì gắng mua thêm cái đấy để lấy thêm khoảng tầm 12 vé siêu tỷ kỹ nữa thì sẽ nhanh hơn. Đấy, nói chung là cố gắng như thế thôi nhé, còn được hay không tính sau. Chỉ nhưng mà thứ trước mắt là ưu tiên số 1 vẫn là vé đen để lấy con tướng đã, còn siêu tỷ kỹ tính sau.
Thực ra cũng có nhiều con không nhất thiết phải có siêu tình kỹ lắm, có thì mạnh hơn thôi, không có thì vẫn thể chơi được mà. Thì nói chung mình hy vọng một tí vậy. Nói chung là làm kênh content thứ linh tinh thì rất là mong là có đủ tướng, chứ là thiếu tướng thì nó nhiều khi nó quay nó không 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 đã lắm, đúng không? Ok, bây giờ quay về con Zombie Man mình xem nào. Ở đây ta đang có 8 mảnh với 13. Ôi, 8 với 13 là gần đủ rồi. Thiếu một mảnh nữa. Mình xem cái nào random được cái mảnh không nhỉ? Thiếu một mảnh nữa đủ đấy. Ở đây có túi random nào không ta? À, có túi random trong chỗ hội. Bây giờ quay về hội nhé. Thiếu đúng một mảnh nữa đủ. Thực ra có thể kiếm một mảnh trong đấu trường được. Dạo này mình đang cắt giảm cái nguồn đấy để giữ kim cương để mua vé. Nên mình không muốn cắt giảm gì đâu. Đấy, cái này có hộp, nhưng hộp này hộp random nhé, hộp này random nữa có thể có được cái, nếu mà ra anh hùng thì mình sẽ đủ luôn, còn nếu mà ra quái nhân lại phải chờ phát này xem ra anh hùng hay quái nhân nhé. Ok, ra anh hùng vậy đủ nhé, thì mình xong Zombie Man năm năm sao vàng, còn hôm nay không đủ thì ngày mai ấy tiếp, lần nào ấy tiếp lên năm sao tím mà, nhưng mà thôi cái ấy luôn hôm nay cho nó gọn video đi, mình sẽ quy đổi hết đống này sang thì mình vẫn sẽ đủ vừa khít đúng không. Thì lên được cái này nó sẽ nâng cấp cái bị động, mình sẽ tăng cái phần trăm tốc độ của bản thân tăng lên, nó tăng thành 25% tốc độ. Còn trước hình như là 20 hay bao nhiêu mình không nhớ lắm, đúng không? Nói chung là mấy con bút tốc ấy thì mình lên được 5 sao vàng 5 sao tím thì cái tốc độ mình thường sẽ là tăng lên cao hơn và nó tạo lợi thế nhiều hơn. Nhưng mà đến tầm này có thể nói chung cũng tương đối tự tin về cái tốc của con Zombie Man bây giờ có thể lấn át con Flash cũ của mình rồi. Tại lần trước Flash mình cũng thức tỉnh 2 nên thành ra mình nếu lúc lúc đầu mình quay Zombie Man là mình tự ti thì có thể nó sẽ bị nó sẽ bị thua về mặt tốc độ so với con Flash, tại vì Flash trước của mình là thức tỉnh 2. Nhưng mà tuy nhiên là sang con Zombie Man này vì mình đã đú được thức tỉnh 2 rồi, cộng với việc mình lên xong 5 sao vàng có siêu tỷ kỹ thứ linh tinh rồi, nên thành ra giai đoạn này mình lại có thể tự tin là tốc nó đã tốt hơn con Flash rồi. Nó sẽ boost tốc nhiều hơn con Flash nhưng mà tuy nhiên cái khả năng hỗ trợ thì vẫn đánh giá cao Flash hơn nhé. Mà thôi chơi được cái này mất cái kia thôi. Rồi mình nâng tiếp cái bên này để mình xem còn thiếu bao nhiêu cái mảnh tím nữa. Chắc là thiếu nhiều đấy. Tại vì thường nâng 5 sao tím là khá là lâu. Cái này có cái gì quy đổi ra không nhỉ? Vẫn thiếu nhưng mà cái này chắc không cần vội lắm, tại là nào đang thiếu mảnh tím mà. Mình ở đây còn thiếu một tí để nâng cấp nốt lên level 4 thôi. Cái này từ từ sẽ đủ. Ở đây hiện tại đang có cái sự kiện này mình lấy cố, mình đang cố gắng căn để lấy nó. Ở đây chỗ hoạt động này đang có cái sự kiện bảo vệ nhà chính này. Bảo vệ nhà chính thì ở cái mốc cuối nó sẽ có cho mình thêm 15 cái thẻ này nữa. Thì mình đang cố nốt cho đủ. Thì nói chung là sẽ mất thêm chút kim cương hàng ngày để đánh cho đủ 300 điểm đúng không? Thì vẫn còn 2 ngày nữa thì cái căn làm sao đến ngày đấy đủ nốt 300 là được. Thì lấy thêm đấy. Ngoài ra nữa thì đổi thêm một số cái shop, mình nhớ như trong shop này có đổi sao này thì vào đổi cũng được. Trong cái quyết đấu võ quán nào. Vào tiệm xem có cho ở đây mua, đầu tiên mua thẻ thăng sao này. Hay mua cái khóa trước đây này. Cái trang bị S này từ từ cũng được, tại bây giờ mình đã có được cái dòng tốc rồi nên mình mua cái này trước đi. Thì mua cái này mình quy đổi sang nữa là chắc cũng đủ. Và không đủ thì chờ cái kia thôi. Tại các bạn mình nâng nhiều tướng quá và có một vài con tướng mình không nỡ rút cái sao ra nhé. Thì nếu mình rút ra thì đủ ngay thôi. Nên không nhiều cái nhiều con muốn làm chủ lực nên không nỡ. 46 vừa khít đúng không? Tăng lên. Đấy, thì bây giờ mình được có 26 mảnh, 121 thì quãng đường còn rất là xa. Thì cái năm sau tím thì không đặt mục tiêu sớm. Trong giai đoạn ngắn hạn từ giờ đến lúc ra con tướng tiếp theo không biết có phải là hiệp sĩ kim loại hay không. Thì chắc chắn là mình vẫn tập trung vào nâng cấp con Zombie Man thôi. Tại vì con đầu tiên là con xương rồng mình đã đạt xong 5 sao tím, 5 sao vàng rồi. Con Sea King là xong rồi đúng không? Con Mezzagap với con Phượng là hai con hỗ trợ thì mình không đặt mục tiêu quá lớn. Thậm chí cả Koreka mình không đặt mục tiêu quá lớn. Nên hiện tại trong cái team của mình hiện tại thì con Zombie Man là con cần ưu tiên nhất. Thì mình cứ tranh thủ từ giờ, mình đang quay video ngày 14 tháng 11 năm 2024. Thì mình cố gắng từ giờ đến hết cái tháng 1 này thì tập trung luyện con Zombie Man. Còn chắc chắn là bằng vậy ngày thì chưa chắc mình đã luyện kịp đâu nhỉ. Thì còn bao nhiêu ngày, mình coi như khoảng khoảng tầm 15 ngày. Bây giờ mình cứ tính vị chi nôm na là mỗi ngày mình mua thêm hai lượt huấn luyện khắc nghiệt đó, thì mình sẽ có tổng là, mà thường ấy cái sao tím hình như là lượt nào cũng sẽ chắc chắn được một sao tím thôi, nó không có tỷ lệ như sao vàng. Sao vàng có thể có lượt có được không, và như vậy một ngày ít nhất là mình sẽ phải có được khoảng tầm 5 cộng thêm xác suất nó ra được khoảng tầm 3 mảnh vàng quy đổi thành một mảnh tím nữa. Thì thường thường khi mình huấn luyện khắc nghiệt nó sẽ có xác suất như vậy khi mình dùng 5 lần ấy. Như vậy tức là một ngày mình thường sẽ có được khoảng tầm 6 mảnh tím. 6 mảnh tím mình nhân với khoảng tầm 15 ngày đi là mình sẽ được thêm khoảng tầm 90 mảnh. 90 mảnh cộng với lại bây giờ mình đang có là 26 là mình được 116, cũng sắp xỉ 121. Vậy thì nhiều khả năng ấy, nếu mà chăm chỉ, tại vì thực ra mình đang tính dôi dôi tí, thực tế là có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tí, có thể quy đổi thêm chút xíu. Vậy thì nhiều khả năng ấy là mình sẽ lên kịp, trừ khi nó ra một con tướng vòng quay mới mà mình lấy nó ấy. Chưa chắc mình đã lấy đâu vì dạo này làm gì có tiền đâu, nhưng mà biết đâu đến cái thời điểm nó ra đã có thì mà ra đúng trong cái tháng này chẳng hạn thì mới không luyện kịp thôi.
Chứ còn nếu mà bình thường, ví dụ một là không lấy con tướng vòng quay mới, nếu giả sử nó ra sớm thì không lấy, hoặc là chỉ tập trung luyện mỗi mà chỉ phải luyện mỗi Zubiman không ấy, thì từ giờ đến lúc luyện xong Zubiman ấy là kịp đón tiếp con tiếp theo là con hiệp sĩ kim loại là vừa, nên mình hoàn toàn có thể kịp được con Zubiman năm sau tím được để đón 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 tiếp cái con tiếp theo đấy. Thì về lợi thế hiện tại đang có lợi thế rất là tốt, nhưng mà chỉ sợ không may ra vòng quay xong lại vì lý do gì đó lại có kinh tế lại đú ra đú vào thì lại luyện không kịp. Chứ còn nếu mà không bị cản trở bởi cái con tướng vòng quay ấy, thì gần như bây giờ chỉ đơn giản là luyện xong con này xong đến con hiệp sĩ kim loại lấy về luyện tiếp là xong, đúng không? Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nói chung là tương lai hiện tại trong thời gian meta của SR cộng trong giai đoạn cuối này thì vẫn theo kịp, nhưng mà sang cái giai đoạn UR có theo nổi không thì mình chưa biết nha. Tại cái giai đoạn UR nó mình cứ cảm giác là càng về sau nó càng tốn rồi, nên thành ra mình không biết là UR có đủ hay không. Còn trong ngắn hạn hiện tại thì vẫn ổn nhé. Còn tốc hiện tại vẫn chưa cải thiện thêm được gì, tại các bản bây giờ mình cũng chưa có thẻ, mình chưa kiếm được thêm những cái thẻ về cái chỗ tính năng chiến thuật, nó vẫn đang dùng thẻ tím, nó chưa lên thẻ cam được, nó không tăng được. Một số cái tính năng khác bị thọt quá nó không lên được. Đấy là may có cái giày giày tốc mới được 1496 đấy, đúng không? Nên được cái bây giờ cái tốc độ tăng trưởng thêm nó tăng lên thì tôi cũng hy vọng thêm một tí. Và bây giờ thì thôi, thì trước khi khép lại nội dung của video này, ta cũng cố gắng đánh cái gì đó chúng ta xem qua một tí, đúng không? Thì giờ mình sẽ vào tí, hôm nay chắc là vào đấu trường tí, chắc mình thử xem tốc trong đấu trường nó có đánh trước được người ta chưa. Đánh có thể thua nhưng mình xem đánh ở trước người ta chưa thôi, chứ còn đánh thì chắc không thắng đâu. Ví dụ mình đang đứng ở tận hạng 22 cơ, thì mình xem ai lực chiến thấp 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 nhất rồi đánh thôi. Ví dụ đây bạn Starlord đi, đây đánh thử bạn này nhé. Thì cứ mình cứ chọn ai lực chiến thấp nhất mình đánh thôi, chứ còn chưa chắc lực chiến thấp người ta đã yếu nhé. Nhiều khi nói chung là tầm này hầu như ai cũng mạnh hơn mình, đặc biệt là khi server này mới gộp. Chẳng qua mình xem liệu Zubiman mình ra đòn trước Zubiman bên kia chưa thôi. Thế còn những cái khác mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm mỗi cái tốc mình đã thực sự cao hơn người ta chưa. Thì đây khởi đầu là thấy mình thấy Zubiman mình đã ra trước rồi này, và như vậy là đạt được mục tiêu rồi đấy. Thế mình đang hướng tới trong video này chỉ đơn giản là mình đánh trước người ta hay chưa thôi, còn câu chuyện thắng hay không mình không chưa quan tâm vội. Tại đa số các video trước bạn thấy đa số mình vẫn đánh sau ấy, thì dĩ nhiên là video này mình được tấn công trước rồi. Còn tấn công trước không thua thì thôi tính sau, tại mình đang muốn đánh trước để cho cái đợt meta tới sang cái thời choáng ấy, mình có thể ra đòn trước và choáng sớm địch để khống chế địch từ sớm, thì đấy là cái điều mình kỳ vọng. Chứ còn meta này thì về mặt đọ đam thì chắc mình chả đọ được với ai đâu. Nói chung là giai đoạn này lai dai được tí thì mình cố PvP một tí đấy. Còn về bản chất mình chơi game chủ yếu mình đánh PvE thôi. Chứ còn PvP thì đánh nó theo meta mệt lắm. Chẳng qua đang cố theo được thì mình theo thôi. Chứ còn giai đoạn sau mà cảm giác sang UR mà đuối quá thì thôi. Thì chủ yếu mình là nặng nề đánh PvE lấy cái quà thôi. Chứ còn đấu trường nó thứ tinh tinh tăng được 1-2 hạng thế quà nó cũng chả tranh nhau là mấy. Tranh cái chút xíu kim cương nó không bỏ so với tiền bỏ ra ấy. Nên là cố được thì cố, không cố được thì thôi nhé. Cứ phải rào trước tí vậy chứ không nghe áp lực lắm. Nhiều khi mọi người kỳ vọng lớn quá rằng mình sẽ lên được mọi tướng sẽ áp lực lắm. Và tất nhiên là mình vẫn hy vọng sẽ lên được, nhưng mà thực tế đôi khi nó phũ phàng không biết được. Nó tùy, nó rất lệ thuộc vào cái sự thành công bên ngoài đời nhé. Nếu ngoài đời làm ăn thành công ấy thì cái chuyện nạp game không khó. Còn nếu ngoài đời mà thất bại thì game cũng thất bại theo thôi. Còn chơi thì vẫn chơi nhé, mình chơi thì vẫn chơi giúp cứ nhúc nhắc mình chơi thôi. Và hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Ok, nó thua đúng không? Thua mà xem một tí để biết tốc độ mình ở mức độ nào thôi. Thế tôi mới đánh thử Hi Han nhé. Đánh thử cho nó biết thôi chứ còn cũng chả có chả hy vọng gì đâu. Muốn kiểm chứng cái tốc độ của bản thân so với một số người xung quanh đó. Nói chung đánh ở giai đoạn này gần như xác định là thua nhé. Cứ thấy tốc đánh trước là vui rồi. Nếu mà tháng sau thực sự ra hiệp sĩ kim loại SR cộng là nhiều khả năng mình cho tanh tốt vào lại đấy. Lúc đấy mình sẽ lực chiến mình sẽ to hơn rất nhiều. Tại vì căn bản mình đang bị phân vân không dám bước tanh tốt ấy. Nên thành ra mình bị tụt lực chiến thứ thê thảm đấy. Cũng như mình không phải mình sẽ tận dụng được cái thẻ tăng sao ở trên tanh tốt.
Thì đấy mình sẽ có thẻ tăng sao, con kia sẽ dã ra để chuyển cho con khác. Thế là tự nhiên đội hình mình sẽ trâu hơn rất nhiều. Còn tháng này do mình lưỡng lự, mình giữ cả vua lòng đất, mình giữ cả tanh tốt, nên là thẻ tăng sao mình gục luôn rồi. Mình gần như không cố nổi nữa. Nên là nhiều khả năng là tháng sau nếu mà thuận lợi là mình sẽ cho lại con tanh tốt vào lại. Chết lia lịa. Ok, tiếp tục mình thử thêm bạn nữa nhá. Đằng nào vậy, đánh hết cho 5 lượt lấy cái mảnh vạn năng tí cho nó bỏ công đánh ấy mà. Thế rồi mình sẽ đi tìm một bạn khác, ví dụ tiếp tục đến bạn HT Tamka nhé. Nói chung đánh lần lượt hết mấy bạn này thôi. Cứ đánh này thử tăng dần nữa, ông nào lực chiến to lên tí lại đánh lên tí. Để xem đánh cái lực chiến to được đánh trước hay không ấy mà. À, trường hợp này vẫn đang bị đánh sau này, đúng không? Vẫn chưa vượt được. Phải cố gắng thêm nữa. Chủ yếu là ước lượng so với top thôi. Chơi còn mấy con nó búp top chủ yếu là để đua với top thôi, thì xem sao vượt qua được cái top thôi. Mình tiệm cận với mức 1500 top rồi. Cố thêm mấy top nữa mà hơi hơi khó. Đa số là thế mình gục khá là nhanh luôn. Nó không còn chơi nhây nhây như ngày xưa nữa. Tiếp tục mình thử tiếp đến đoạn UC Dương nhé. Cứ đánh một tí cho nó biết thôi. Lại được đánh trước rồi. Nói chung nãy giờ thử 4 bạn thì đánh trước được 3 bạn. Đánh sau một bạn. Mình đang quay video ở chủ nhật nên gần như một số chế độ đang đóng nhé. Mình gần như chỉ đánh trong mỗi đấu trường thôi. Tôi phải làm mới tiếp để kiếm thêm bạn nữa đánh nốt cái đợt cuối nhé. Mình sẽ làm mới đi đổi nhé. Nói chung là toàn bạn lực chiến to thôi. Đánh có vẻ khó, đánh thử bạn 3x nhé. Đánh nốt đợt này cho nó tròn lấy cái mảnh vạn năng thôi. Bây giờ mảnh vạn năng nó cũng nhiều nên không ham hố đánh cái này nữa. Ngày xưa thì nhiều. Thì hôm nay đánh lên để quay video là chính thôi. À lâu lắm nhìn thấy lại vua lòng đất. Có vua lòng đất si kinh này. Mình lại thua tốc rồi. Nói chung là có vẻ so với top trên có vẻ cũng chỉ hơn được một số bạn nhất định thôi. Tầm trên họ vẫn cao tốc lắm. Mình vẫn chưa vượt qua tốc rồi.
Nhưng bây giờ kiếm được mấy cái, bây giờ nếu mà khả thi nhất là tăng thêm tốc thì chỉ có được cái thẻ chiến thuật thôi. Bây giờ sao kiếm được mấy thẻ chiến thuật phẩm nó phẩm cam ấy thì chắc cái đấy là cái tăng tốc nhanh nhất hiện tại thôi. Bây giờ chẳng có cái gì tăng tốc mà nó khả thi nữa. Các chế độ khác là đuổi rất là lâu. Tại vì các bạn xác định là năm sau tím cả tháng nữa cơ. Nên thành ra rất là lâu, bây giờ chỉ có khả thi, giờ thì may mắn thì tí thì kiếm được cái đấy. Mà chả biết có may không. Nhưng lần này nó nổ chết khá là nhanh nhé, gần như bạn thử thấy một lượt là xong luôn nhé, nó không còn dài như trước nữa. Rồi ok, nói chung là video này mặc dù thua rất nhiều, chủ yếu là ướm tốc thôi. Nhận nhận qua tí cái quà này nhé, cái khoe chút xíu mình lên xăm 5, 5 sao vàng thôi. Còn về cơ bản nội dung chắc chỉ kết thúc ở đây thôi, vì một số cái kiểu chiến khu vô tận thì tình nó đóng hết rồi. Nó cũng chả có làm gì cả, có dự đoán tí thì dự đoán thôi. Dự đoán thì mình cứ bầu cho ai 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 nhiều phiếu nhất mình bầu thôi, mình cũng chả quan tâm lắm. Đấy, chung là chơi vui vui ấy mà. Thì thôi có lẽ video mình kết thúc ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.